Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá ngày hôm nay, ngày 16 tháng 3 năm 2024 cùng kênh Mê Bóng Đá. Bayern Munich bất ngờ liên hệ cựu sao Tottenham. Arsenal trả 70 triệu euro cho nạn nhân của Mbappé. Man U trèo kéo đá thẳng Barca trước tương lai. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá ngày hôm nay cùng kênh Mê Bóng Đá thưa quý vị. Rashford ở lại Man U, xác nhận Ten Hag. Erik Ten Hag đã xác nhận rằng MU có kế hoạch giữ lại Marcus Rashford bất chấp lợi nhuận tài chính tiềm năng từ việc bán cầu thủ này. Sự ra đi của Rashford có thể nâng cao việc tuân thủ luật công bằng tài chính của MU do các quy định ưu tiên các câu lạc bộ kiếm phí chuyển nhượng cho cầu thủ tốt nghiệp học viện. Tuy nhiên, Ten Hag nhấn mạnh tầm quan trọng của Rashford đối với dự án của câu lạc bộ, tái khẳng định cam kết của họ với anh. Ten Hag nói trong một cuộc họp báo vào thứ Sáu, ngày 15 tháng 3. Chúng tôi đã không ký hợp đồng 5 năm với anh ấy trong mùa giải trước, nếu có ý định bán anh ấy ngay bây giờ. Anh ấy nên là một phần của dự án này. Đó không phải là chủ đề mà chúng ta không nói đến. Hé lộ mục tiêu hàng đầu của Liverpool. Theo tờ Football Insider, Liverpool rất muốn chiêu mộ thêm một hậu vệ cánh trái ở kỳ chuyển nhượng hè tới đây và Antonee Robinson là cái tên mà ban lãnh đạo Thái Cốc nhắm đến. Cầu thủ người Mỹ đang có màn trình diễn khá ấn tượng tại Fulham với 5 kiến tạo sau 27 trận đấu tại ngoại hạng Anh. Hợp đồng giữa Antonee Robinson với đội chủ sân Fulham vẫn còn kéo dài đến hết tháng 6 năm 2028. Hậu vệ cánh sinh năm 1997 hiện được định giá khoảng 20 triệu euro trên chuyên trang chuyển nhượng transfermarkt. AC Milan hóa sân sau của Chelsea. Tính đến thời điểm hiện tại, cả ba cựu cầu thủ Chelsea gồm Tomori, Trích cùng Pulisic đều đang có màn trình diễn tốt tại AC Milan. Do đó, ban lãnh đạo AC Milan hy vọng The Blues sẽ bán thêm một số ngôi sao khác ở kỳ chuyển nhượng hè tới đây. Về phía Chelsea, đội bóng thủ đô London vẫn duy trì mối quan hệ tốt với AC Milan trên bàn đàm phán. Theo Daily Express, Chelsea dự định bán thêm 3 cầu thủ nữa cho AC Milan. Danh sách thanh lý này gồm Badiashile, Chaloba và Chukwuemeka. Barcelona khao khát sao đội tuyển Nhật Bản. Theo ký giả Ferran Correa, Barcelona đang dành sự quan tâm đặc biệt đến Mitoma của Brighton. Ngôi sao đội tuyển Nhật Bản hiện vẫn còn giao kèo với Trích trẻ đến hết tháng 6 năm 2027. Do đó, Brighton chỉ chấp nhận nhà người nếu nhận được ít nhất 65 triệu euro. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế, Barcelona khó có thể đáp ứng được mức giá trên. Barca dự kiến sẽ bán đứt Ansu Fati cho Brighton như một phần trong thương vụ này nhằm giảm giá mua Mitoma. Man U trèo kéo đá thẳng Barca trước tương lai. Ronald Araujo khẳng định trên DAZN rằng anh đang hạnh phúc với cuộc sống tại Barcelona và không có ý định rời đi. Barca hiện đang gặp nhiều vấn đề về tài chính. Các báo cáo tại Tây Ban Nha tiết lộ họ có thể phải bán đi một vài trụ cột trong mùa hè tới để giảm bớt quỹ lương. Trong số các ngôi sao đang chơi tại Nou Camp, Ronald Araujo được nhiều ông lớn quan tâm, trong đó có MU. Đội bóng chắc chắn sẽ ưu tiên mua trung vệ trong vài tháng tới. Thông tin từ ESPN tiết lộ Barca sẵn sàng xem xét lời đề nghị khoảng 100 triệu euro cho Araujo. Dẫu vậy, Ronald Araujo khẳng định mình đang hạnh phúc với cuộc sống tại Barca và không có ý định rời đi. Anh chia sẻ với DAZN: "Tất cả mọi người đều biết tôi đang rất hạnh phúc ở Barca. Tôi luôn cố gắng thể hiện điều đó mỗi khi khoác lên mình chiếc áo này. Tôi hạnh phúc ở đây và tôi sẽ luôn cố gắng hết sức mình." Mùa này, Araujo đã có 17 lần đá chính cho Barca. Khoảng thời gian chơi bóng của anh bị ngắt quãng nhiều do chấn thương. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn có trung bình 2.5 pha tranh chấp tay đôi thắng mỗi trận. Napoli bắt đầu đàm phán để trói buộc Varas-Khelia bằng một hợp đồng mới. Theo báo cáo của Calcio Mercato, đã có sự liên hệ giữa Napoli và người đại diện của cầu thủ chạy cánh Varas-Khelia về một hợp đồng mới tiềm năng. Các cuộc thảo luận đã bắt đầu vào đầu năm với việc Napoli bày tỏ sự lạc quan về việc kéo dài thời gian ở lại của cầu thủ 23 tuổi này. Tuy nhiên, vẫn còn sự chênh lệch liên quan đến cuộc đàm phán lương giữa câu lạc bộ và đại diện của Varas-Khelia. Vâng, và trước khi tiếp tục video thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngọc quý Barca trở thành hàng hot. Theo Sport, nhiều đội bóng lớn đang săn đón hai tài năng trẻ của gã khổng lồ xứ Catalan. Dù đang trải qua một mùa giải khá bất ổn, nhưng Barcelona vẫn tìm ra được những tia hy vọng cho công cuộc phục hưng của họ. Sau những Gavi hay Ronald Araujo, gã khổng lồ xứ Catalan tiếp tục trình làng bộ đôi tài năng trẻ Lamine Yamal và Cubarsí. Yamal sở hữu nền tảng kỹ thuật và tốc độ tuyệt vời. Cầu thủ sinh năm 2007 khuấy đảo hành lang phải bằng hàng loạt pha rất đột biến. Có thể nói, anh chính là nguồn cảm hứng mới trên hàng công gã khổng lồ xứ Catalan. Trong khi đó, Cubarsí là phát hiện mới của huấn luyện viên Xavi cho hàng phòng ngự. Dù chỉ mới 17 tuổi, nhưng trung vệ này lại có phong cách thi đấu khá chững chạc. Không chỉ làm tốt khâu phòng ngự, anh còn sở hữu những cú phất dài ấn tượng. Chính vì thế, hai cái tên này đang trở thành mục tiêu được săn đón bởi nhiều ông lớn. Nguồn tin từ Sport tiết lộ, PSG đã phái tuyển trạch viên đến khảo sát cả Yamal lẫn Cubarsí trong trận đấu mới đây giữa Barca và Napoli. Trong khi đó, Manchester City dành sự quan tâm cho trung vệ trẻ Barca và đang lên kế hoạch chiêu mộ anh vào mùa hè. Trong bối cảnh Barca đang rơi vào cơn khủng hoảng tài chính, vẫn chưa rõ liệu họ có chấp nhận bán hai viên ngọc quý để giải quyết tình hình hay không. Bayern Munich bất ngờ liên hệ cựu sao Tottenham. Dù Ajax không có màn trình diễn tốt ở mùa giải này, nhưng những gì cá nhân Steven thể hiện vẫn xứng đáng được công nhận. Cầu thủ người Hà Lan có 8 bàn thắng cùng 5 kiến tạo trên mọi đấu trường. Theo ký giả Mike, Steven rất muốn rời Ajax để chuyển tới một đội bóng tham vọng hơn trong kỳ chuyển nhượng hè 2024. Biết được thông tin này, Bayern Munich đang theo dõi sát sao tình hình của cầu thủ người Hà Lan. Thậm chí ký giả Mike còn tiết lộ rằng người đại diện của Steven đang tiến hành các cuộc thương thảo với Hùng Xám. Cầu thủ sinh năm 1997 còn hợp đồng với Ajax đến hết tháng 6 năm 2027. Steven được định giá khoảng 20 triệu euro trên chuyên trang chuyển nhượng transfermarkt. Arsenal trả 70 triệu euro cho nạn nhân của Mbappé. Theo báo chí Tây Ban Nha, Arsenal đã đưa ra lời đề nghị trị giá 70 triệu euro cho Brahim Diaz của Real Madrid. Chiến thắng trong loạt sút luân lưu trước Porto ở vòng 16 đội Champions League đã giúp pháo thủ tiến vào tứ kết, nơi họ sẽ đối đầu với Bayern Munich. Việc đi sâu tại đấu trường châu Âu sẽ giúp ích rất nhiều cho Arsenal trong việc thu hút các chữ ký mới. Ấn phẩm Nacional của Tây Ban Nha khẳng định rằng huấn luyện viên Arteta sẽ cố gắng tăng cường chiều sâu ở vị trí tiền vệ tấn công và cả hai cánh. Báo cáo cho biết thêm rằng Arsenal đã đưa ra lời đề nghị trị giá 70 triệu euro cho Brahim Diaz trước kỳ chuyển nhượng mùa hè và chủ tịch Real Madrid Florentino Perez phải quyết định bán hay giữ chân sút này. Được biết, Arsenal đang quan tâm đến cựu cầu thủ Manchester City, người từng chơi tại Etihad trong thời gian Arteta làm trợ lý cho Pep Guardiola. Bản thân Arteta thấy rằng Diaz có tiềm năng trở thành một trong những cầu thủ hàng đầu của Real Madrid. Tuy nhiên, việc Real Madrid sắp chiêu mộ Mbappé khiến cơ hội ra sân của Diaz sẽ khó khăn hơn. Sau Bournemouth bao được loạt ông lớn săn đón, giao kèo giữa Kelly với Bournemouth sẽ kết thúc vào cuối mùa giải này. Điều đó đồng nghĩa với việc các ông lớn sẽ không mất phí để có được chữ ký của anh ở kỳ chuyển nhượng tới. Do đó, cầu thủ sinh năm 1998 đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Tờ Football Insider tiết lộ rằng Liverpool, Tottenham, AC Milan và Juventus đều đang rất muốn có được sự phục vụ của Kelly. Trong đó, Spurs đang là đội dẫn đầu cuộc đua này. Chelsea theo đuổi Araujo làm người thay thế Thiago Silva. Chelsea đã bày tỏ sự quan tâm đến việc có được sự phục vụ của trung vệ đầy triển vọng của Lille, Lenny Araujo, theo báo cáo từ Evening Standard. Hậu vệ 18 tuổi này đã thu hút sự chú ý của The Blues, họ coi anh là sự thay thế lâu dài đầy tiềm năng cho hậu vệ kỳ cựu người Brazil Thiago Silva. Man City có khả năng đánh bại PSG trong cuộc đua Guimaraes. Theo AS, Manchester City là đội dẫn đầu trong việc ký hợp đồng với Bruno Guimaraes trước Paris Saint-Germain. Họ muốn tiền vệ này bổ sung cho Rodri ở hàng tiền vệ và sẵn sàng trả điều khoản giải phóng 127,5 triệu đô la vào mùa hè. Lewandowski muốn tiếp tục ở Barca. Robert Lewandowski đã tái khẳng định cam kết ở lại Barcelona trong mùa giải sắp tới, bác bỏ những đồn đoán về tương lai của anh. Bất chấp sự quan tâm được báo cáo từ các câu lạc bộ Saudi Pro League, Lewandowski với hợp đồng đến tháng 6 năm 2026 vẫn muốn tiếp tục ở Tây Ban Nha. Lewandowski nói: "Đối với tôi mọi thứ đều rõ ràng và tôi biết mình sẽ ở đâu trong mùa giải tới và mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy." Khi được hỏi cụ thể về Barcelona, Lewandowski trả lời: "Đúng, chính xác. Tất cả đều rõ ràng." Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng chuyển nhượng bóng đá hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.